Mặt trận Thái Bình Dương trong chiến tranh thế giới thứ hai bắt đầu bằng sự kiện quân Nhật tấn công Trân Châu Cảng vào ngày 7 tháng 12 năm 1941. Đây là một chiến thắng vẻ vang của quân Nhật trước nước Mỹ hùng mạnh. Tuy nhiên, lại là một chiến thắng không triệt để do không đạt được mục tiêu chiến lược là phá hủy các tàu sân bay của Mỹ cũng như các kho nhiên liệu. Kết cục sau đó ra sao, chúng ta đều đã biết. Trân Châu Cảng là chiến thắng đầu tiên và duy nhất của người Nhật trước con quái vật Hoa Kỳ. Nhận xét về kết quả của chiến tranh Thái Bình Dương, người ta đã ví von nó giống như võ sĩ Mỹ đã đánh bại võ sĩ Nhật chỉ với một tay. Tay còn lại anh ta vẫn giấu ở sau lưng vậy. Điều này đã được thể hiện một cách rõ rệt nhất thông qua con số thương vong của hai bên. Trong khi thiệt hại về nhân mạng của người Nhật là gần 3 triệu người, thì đối với người Mỹ chỉ là hơn 100.000 người chết và 250.000 người bị thương. Vậy, liệu có phải người Nhật không nhận thức được sự chênh lệch về sức mạnh giữa hai cường quốc mà mù quáng lao vào chiến tranh hay không? Câu trả lời rõ ràng là không. Vậy, cụ thể, vì đâu mà người Nhật đã phải lao vào một cuộc chiến tranh như thế? Qua câu chuyện của người Nhật trong Thế chiến thứ hai, chúng ta có thể nhìn ra điều gì ở bối cảnh Nga, Mỹ và Ukraine hiện tại? Trong bài viết đã được đăng tải trên website Sparum, tác giả Lê Anh Dũng sẽ lấy dẫn chứng từ một vài trường hợp lằn ranh đỏ quan trọng đã từng xảy ra trong quá khứ và hiện tại để nhấn mạnh tầm quan trọng của chúng đối với chính trị và quân sự và xa hơn nữa là nền hòa bình của thế giới. Vì bài viết là các lập luận chính trị của cá nhân tác giả, nên các bạn hãy tranh luận một cách văn hóa và tích cực nha. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu thôi. Truyền thông đang làm sai cái công việc của ngành F&B đi. Ngành này ngành rất khoai. Ban đầu chủ quán cầy chết đây 16 đến 18 tiếng là chuyện bình thường. Thực sự phải có tinh thần làm dịch vụ. Thì cái tôi nó phải xuống thấp lắm. Sinh viên là còn cúi đầu thôi, còn chủ quán nhiều khi là nằm ra sàn luôn đấy. Và nhiều khi là bảo lỗi của mình là mình đã chọn cái nghề này, sao mà nó khổ thế. Xem toàn bộ ở kênh YouTube Người Trong Môn Nghề. Bọn mình có để link ở dưới phần mô tả. Vùng đệm khiến người Nhật không còn đường lui. Quay trở lại những ngày đầu từ trước khi cuộc chiến bắt đầu, trong các cuộc họp bàn ở cấp cao nhất của chính trị giới Nhật Bản về việc nên hay không nên khơi mào một cuộc chiến tranh với người Mỹ, thì phần đông những nhà lãnh đạo Nhật Bản đã luôn tìm cách để né tránh điều đó xảy ra. Trong mọi tình huống, người Nhật luôn ưu tiên các phương pháp ứng xử mềm dẻo, hòng đạt được một sự thỏa hiệp với người Mỹ. Thậm chí, ngay cả trong những ngày cận kề chiến tranh, tùy viên quân sự Nhật tại Mỹ cũng đã gửi một bản báo cáo về tương quan sức mạnh giữa hai nước trực tiếp đến giới lãnh đạo quân sự mà cấp cao nhất là ông Bộ trưởng Chiến tranh Hideki Tojo. Nói vậy để thấy, bỏ qua các yếu tố cực đoan như tinh thần, dân tộc hay sự hiếu chiến của một bộ phận quân đội Nhật Bản, rõ ràng ở đây không hề có sự thiếu thông tin hay hiểu lầm về sức mạnh giữa hai cường quốc, và càng rõ ràng hơn là người Nhật đã không mù quáng mà chọn bước đi trên con đường diệt vong khi lao đầu vào một cuộc chiến tranh không lối thoát với một quốc gia hùng mạnh nhất thế giới. Vậy, rốt cuộc nguyên nhân nào đã đẩy nước Nhật vào một cuộc chiến vô vọng như đã nói ở trên? Câu trả lời chỉ có một: Mãn Châu Quốc. Mãn Châu Quốc vốn là một quốc gia được thành lập và bảo trợ bởi đế quốc Nhật Bản từ những năm 30 của thế kỷ 20. Đây được xem như một tiền đồn quan trọng nhất của người Nhật tại đại lục nhằm chống lại sự bành trướng của chủ nghĩa cộng sản, hay cụ thể hơn là Liên Xô, và cũng là căn cứ địa để tiến hành các chiến dịch quân sự trên toàn cõi Trung Hoa. Trong suốt những ngày tháng đấu tranh ngoại giao căng thẳng giữa Mỹ và Nhật trước chiến tranh, đứng trước các yêu sách của người Mỹ, hòng tránh sự cấm vận về mặt kinh tế, người Nhật đã hết sức nhượng bộ và có sự cố gắng nhất định. Tuy nhiên, có một yêu sách duy nhất của người Mỹ mà người Nhật không chịu lùi bước, đó chính là triệt thoái toàn bộ quân lực trên toàn cõi Trung Hoa. Có một sự hiểu lầm tai hại ở đây, không biết do vô tình hay cố ý, do chủ quan hay đơn giản là sơ suất, mà cụm từ toàn cõi Trung Hoa đã không được hiểu một cách thống nhất giữa hai bên. Về phía người Mỹ, toàn cõi Trung Hoa lúc này không bao gồm Mãn Châu Quốc. Tuy nhiên, theo cách hiểu của người Nhật thì ngược lại. Người Nhật có thể thỏa hiệp mọi thứ, nhưng riêng Mãn Châu Quốc thì không, đặc biệt là trong giới tướng lĩnh lục quân Nhật Bản, một thế lực có sự chi phối rất lớn đối với chính trường Nhật khi đó. Đối với người Nhật, việc mất đi Mãn Châu Quốc sẽ không chỉ là một vấn đề danh dự hay xương máu của những quân nhân Nhật đã đổ xuống để giành được vùng đất này về cho đế quốc, mà còn là việc mất đi một vùng đệm quan trọng ngăn cách nước Nhật với đế chế đỏ Liên Xô. Hiểu cách khác, Mãn Châu Quốc chính là lằn ranh đỏ mà nước Nhật sẽ không để ai bước qua. Để rồi kết cục thì chúng ta đều biết, người Nhật lao vào một cuộc chiến tranh bắt buộc dưới góc nhìn của họ, với hy vọng hão huyền rằng có thể thủ thắng trước người Mỹ, cho đến khi phải hứng chịu hai quả bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki. Bởi vậy mới nói, người Nhật đã khai chiến trước
nhưng xin nhấn mạnh thêm một lần nữa, chính những yêu sách của người Mỹ đã không để cho họ có sự lựa chọn. Quay trở lại với tình hình thế giới hiện tại, nếu xét nhìn câu chuyện của nước Nga và Ukraine ngày nay dưới lăng kính địa chính trị, rõ ràng không khó để nhận ra tấn bi kịch mãn châu quốc của Nhật Bản đã lặp lại với người Nga. Tuy nhiên, có thể khẳng định một điều rằng bài học rút ra từ chiến tranh thế giới thứ hai đã không được người Mỹ rút kinh nghiệm một cách sâu sắc, mà trái lại đã được họ vận dụng rất linh hoạt đối với nước Nga hiện tại. Kết lại, có một câu nói đúng nhất để chỉ ba quốc gia nổi bật nhất trong cuộc chiến hiện nay mà tôi lượm lặt được trên mạng trong những ngày vừa qua, đó là Nga thì láo, Ukraine thì ngu, còn Mỹ thì đẻo. Sự kết thúc của nền hòa bình thế giới. Chiến sự tại châu Âu tính đến nay đã trải qua hơn một năm, tuy nhiên vẫn chưa có bên nào giành được ưu thế rõ rệt trên chiến trường. Theo quan điểm của cá nhân người viết, rút kinh nghiệm từ chiến tranh biên giới Việt Trung vào năm 1979, có thể thấy một điều rằng nếu cuộc chiến lần này Nga không thắng thì sẽ không có bên nào thắng. Tất nhiên, tôi nói điều này chỉ khi chúng ta không tính đến nước Mỹ, bởi vì đối với mọi kết cục thì họ chỉ có lợi mà thôi. Một châu Âu bất ổn ngày càng phụ thuộc, một nước Nga suy yếu với một kẻ thù ngay sát nách là một con tốt thí Ukraine, một vị thế lãnh đạo thế giới tự do ngày càng được củng cố, và những lợi ích kinh tế dồi dào trước mắt như sự gia tăng giá trị của đồng đô la hay nguồn lợi đến từ việc buôn bán vũ khí. Thêm vào đó là cơ hội để nhìn nhận ra điểm thiếu sót trong hệ thống công nghiệp quốc phòng, khi cần thúc đẩy sản xuất để đáp ứng cho một cuộc chiến tranh tiêu hao, hay ngoài ra còn là cơ hội để giải mã được toàn bộ sức mạnh của người Nga. Thôi thì kể cả ngày cũng không hết. Nhìn lại lịch sử từ thời chiến tranh thế giới thứ nhất, ta có thể thấy trong số các thành viên của phe trục, bao gồm nước Đức, một cường quốc mới nổi với tham vọng phân chia lại thế giới cùng Áo Hung và Thổ Nhĩ Kỳ, là hai đế chế già cỗi trên bước đường tàn lụi, đang cố gắng một nỗ lực trong tuyệt vọng để lấy lại vị thế xưa. Đặt trong bối cảnh thế giới ngày nay, thật không khó để nhận ra một mối quan hệ đồng minh tương tự cũng đang được hình thành giữa một đế chế Nga già cỗi bị chèn ép đủ đường và một cường quốc mới nổi là Trung Quốc với tham vọng vẽ lại bản đồ thế giới. Sự va chạm giữa người Trung Quốc và người Mỹ không phải bây giờ mới xảy ra, nhưng nó đang ngày càng trở nên khốc liệt. Đây là sự va chạm giữa một quốc gia đang trên đường đi tìm vị thế của mình với một nỗi niềm u uất kéo dài hàng thế kỷ bởi sự o ép của phương Tây. Ở đây, nó không chỉ là mong muốn tìm lại bản ngã của một cường quốc, mà phần nào đó còn là mong muốn báo thù với một quốc gia vốn đã quá quen với cảm giác ở trên đỉnh thế giới, đang làm mọi cách để ngăn chặn một cuộc lật đổ từ phía những kẻ hiếu chiến khác. Xét đến hoàn cảnh của Trung Quốc, họ là một cường quốc đại lục đang từng bước tìm đường vươn ra biển với mục tiêu duy nhất là trở thành siêu cường đúng nghĩa. Nhưng cũng chính trong quá trình này, vành đai Thái Bình Dương bao gồm các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Philippines được người Mỹ thiết lập từ thế kỷ trước, giống như một chiếc vòng kim cô đang thắt chặt trên đầu người Trung Quốc, cản bức họ đạt được tham vọng. Đây chính là lý do cốt yếu dẫn đến việc Trung Quốc liên tiếp gây ra những vụ tranh chấp chủ quyền biển đảo với các nước láng giềng, mà Việt Nam là một trong số đó. Vậy thì, lằn ranh đỏ hay Ukraine của người Trung Quốc nằm ở đâu? Theo quan điểm của người viết, đó chính là Đài Loan. Vậy, tại sao lại không phải là Việt Nam? Câu trả lời rất đơn giản. Như đã trình bày ở trên, tấn công Việt Nam không giải quyết được nhiều vấn đề lắm đối với người Trung Quốc trong việc tiến ra biển. Cái họ cần ở Việt Nam là hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Thêm nữa, việc tấn công một nước láng giềng nổi tiếng cứng đầu và đang có quan hệ hữu hảo với mình không phải là một sự lựa chọn sáng suốt cho lắm. Trung Quốc là một quốc gia đông dân nhất trên thế giới, đồng thời đứng thứ hai về kinh tế. Tuy nhiên, có đến 90% dân cư và sức mạnh công nghiệp của họ nằm tại ven biển miền Đông. Có thể nói đây chính là điểm yếu cốt tử, vì vậy, việc vươn ra biển với họ chính là sứ mệnh sống còn. Nếu không, họ còn không đủ khả năng tự bảo vệ, chứ đừng nói là có sức răn đe các nước khác. Xét trong số các quốc gia đồng minh của Mỹ thuộc vành đai Thái Bình Dương, chỉ có Đài Loan là lựa chọn hợp lý nhất. Đây là một quốc gia của người Hoa, nằm gần Trung Quốc đại lục nhất và cũng mang lại cho họ nhiều lợi ích nhất nếu chiếm được. Chúng ta đang sống trong một giai đoạn mà người Trung Quốc không hề che giấu rằng họ chỉ đang nấu mình chờ thời. Vừa hay cái thời đó đang đến khi chiến tranh Nga-Ukraine nổ ra, giúp cho Trung Quốc có thể có những quan sát, đánh giá đầy đủ về khả năng hỗ trợ của phương Tây đối với các nước đồng minh, qua đó có thể có những toan tính đối với Đài Loan, và xa hơn nữa là tìm kiếm cho trật tự thế giới mới. Và khi thời khắc quyết định đến, chiến tranh sẽ lại nổ ra. Nhiều khả năng nó sẽ diễn ra trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Bởi vậy mới nói, đó là sự chấm dứt của nền hòa bình thế giới. Còn bạn, bạn nghĩ sao về nội dung của bài viết này? Hãy để lại bình luận của bạn ở phía bên dưới cho chúng mình biết nhé. Đừng quên subscribe kênh Spyroom để không bỏ lỡ những nội dung tiếp theo mà chúng mình ra mắt nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Mình là Nguyễn Lê Minh Thi.